Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch kêu gọi bỏ án tử hình. Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch kêu gọi chính phủ loại bỏ án tử hình, được phát động bởi các tổ chức dân sự, các giáo hội Kitô và các tổ chức Kitô. Trong thời gian qua, một số tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Indonesia đã kêu gọi chính phủ loại bỏ án tử hình ra khỏi hệ thống pháp luật của nước này. Họ lưu ý rằng thực tế cho thấy hình thức giết người hợp pháp này có thể ngăn chặn tội phạm, nhưng có nhiều nguy cơ bị kết án oan và thậm chí có thể cướp đi mạng sống người vô tội. Mặc dù đại dịch, nhưng Indonesia vẫn tiến hành các phiên tòa trực tuyến và đưa ra các bản án tử hình. Theo các tổ chức, điều này rất nguy hiểm cho việc thực hiện tố tụng một cách công bằng và bình đẳng. Tổ chức Ân xá Quốc tế Indonesia cho biết, trong năm 2020, số án tử hình ở quốc gia này tăng 46% so với năm trước. Về phía giáo hội Công giáo, Cha Archedius Eko Andianto, thư ký điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục cho biết, giáo hội Công giáo lấy làm tiếc vì số án tử hình gia tăng. Còn cha Ignatius Ismatono, giám đốc tổ chức Sahabat Insan, chuyên giải quyết việc làm cho người nhập cư và nạn nhân của nạn buôn người, xác nhận cha vừa tham dự một hội thảo về chủ đề này. Cha nói, trong các buổi thảo luận giáo huấn của giáo hội về hình phạt tử hình, giáo huấn dựa trên tính chất thánh thiêng tuyệt đối và bất khả xâm phạm của sự sống đã được nhắc lại rất kỹ. Đặc biệt đối với chúng tôi quan tâm chủ yếu đến các trường hợp người lao động nhập cư bị kết án tử hình.